Vâng, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Raven đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ bắn một con hàng trong cái sổ Roger Bass S1 nha. Đó là con AK47 Red Dragon. Ok, thì hôm nay mình mang nguyên một set vô luôn. Đấy, nguyên một set chất chơi người dơi. Thì từng khẩu này thì mình cũng có làm review rồi, thì các bạn có thể xem lại những cái clip cũ của mình ấy. Ok, thì con này nó có cái nòng nhắm nha và vẫn có khả năng nhiêu tâm nha các bạn nha. Ôi rồi hai cái sọ nó vừa hồi sinh xong các bạn ơi, còn thanh niên kia nó lẫm được ba mạng của mình rồi đấy. Đấy, làm gì cho nhau. Thì con này thì bắn thì nó cũng thế thôi chứ nó cũng không có khác gì, nó khác mỗi lớp skin thôi. Thì cái chức năng nòng nhắm của nó thì mình thấy nó cũng khá là ok đấy. Ôi, mà cái này thì mình phải nói là nó rất là giật, tại vì những cái dòng súng mà AK cổ điển như thế này thì nó giật rồi cũng phải thôi các bạn ơi. Nhưng mà đam thì nó cũng khá là to đấy. Ôi dồi ôi, hit shot. Thì cái này sấy thì mình nghĩ là không nên đâu, không muốn sấy đâu, nên bắn tát thôi. Đấy, trong cầu có một thanh niên này. Đây, mày chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Ui, không đục được các bạn ơi, không đục được. Má là thật, đục thế mà nó cũng chết các bạn. Ôi dồi ôi, sấy mù mắt, mù mắt. Làm gì đây? À, nó hồi sinh khắp mọi nơi luôn các bạn ơi. Ui, cho mình xin nhá. Thì cái này thì nó thay đạn cũng hơi chậm, tại vì những dòng AK cơ bản mà nó thay đạn thì nó không thể nào mà gọi là bằng VIP được. Nếu bằng VIP thì gọi nó AK VIP luôn cho rồi. Đấy, mình đang sử dụng chức năng nhau tâm của em nó này. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi nhau tâm thì nó sẽ di chuyển chậm hơn nha. Nên các bạn cũng bắn, các bạn cũng lưu ý. Thì cái này thì bắn thì chỉnh cho bắn xa nó chuẩn hơn thôi. Nhưng mà khi bắn thì các bạn cũng bắn thường thôi, chứ không lẽ đang bắn cái tự nhiên tâm lại bắn lảm đéo gì, đúng không? Đấy, 15 mạng rồi. Đấy, ui, thanh niên này ngáo ngơ rồi. Ngơ tơ mơ. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, sao tụi nó cứ lao vào mình như thế này. Bấp kêu à, bấp kêu à. Dồi ôi, đây đây cũng được một kim cương nữa các bạn ơi. Đâu rồi, chúng mày đâu hết rồi? Ê, trên đầu tao à. Nó đứng trên đầu thì mình cũng chịu rồi. Đẩy một mạng cuối nó thôi, chúng mày trốn đâu hết rồi? Đấy, thanh niên mạng cuối này. Đấy, ok, và clip này sẽ được ở đây. Các bạn xem clip thấy hay đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn nha.